Hello, chào cả nhà. Bữa nay anh em mình đi làm có buổi ha, rồi đi về. Nhà có cái bắp chuối mà không biết thèm ăn canh chua bắp chuối. Lấy cái lưới đi xuống đây xuống hầm xuống 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 bưng nè, dàn kiếm mấy cá rô phi về nấu canh chua. Kiếm chừng 4 con hả? Mà thả xuống cái quay lại dính là 7 8 con rồi. Một đống luôn. Rồi, giờ hai anh em mình về làm nồi canh chua chiều ăn cơm. Đây cá mình bằng xong rồi nè cả nhà, cá nó nhỏ mà nó mập, cũng mập lắm, thấy nó vậy chứ cũng bằng tay hơn á, bằng tay người lớn chứ con không có nhỏ đâu. Rồi thôi mẹ mình đem vô nấu canh chua nè, canh chua bắp chuối. Nhà mình giờ cũng còn xài bếp củi nha mọi người, để mình nêm nồi canh thử coi. Ồ ngon lắm, cá mình thịt không à. Rồi chín rồi, để tí xíu nữa mình nhắc lên cho mọi người coi tiếp. Giờ mình làm chén nước mắm cái đã.